Câu chuyện nhân cách quý hơn vàng. Mạc Đĩnh Chi là một vị quan liêm khiết. Dù làm quan lớn, được nhà vua trọng dụng, nhưng ông sống rất đạm bạc, giản đơn. Nhà vua muốn thưởng cho ông, nhưng ông nhiều lần từ chối. Một hôm, vua cho người quăng vào nhà ông một túi tiền vàng lúc giữa đêm. Sáng hôm sau, Mạc Đĩnh Chi thức dậy, thấy trước sân nhà mình có túi tiền vàng. Ông hỏi han khắp xóm làng nhưng không có ai nhận cả. Nhà vua nghĩ, phen này ông buộc phải nhận thưởng rồi. Cuối cùng, Mạc Đĩnh Chi mang túi tiền vàng đến trước ngai vàng. Tâu bệ hạ, không hiểu đêm qua có ai đó bỏ quên túi tiền trước cửa nhà hạ thần. Hạ thần đã hỏi hàng xóm, láng giềng mà không ai nhận, nên thần mang số tiền đó nộp vào kho nhà nước. Vua lắc đầu, nếu không ai nhận mà tiền lại ở ngay trước cửa nhà khanh thì nó là của khanh, việc gì phải tâu báo. Mạc Đĩnh Chi nói, tâu bệ hạ, tiền này không phải do thần đổ công sức ra làm, nên thần không dám nhận. Xin cho nộp vào ngân khố, sau này dùng để giúp cho người nghèo. Nói đến đây, chàng đặt túi tiền xuống, vái lạy nhà vua rồi cáo lui. Vua Trần mỉm cười nói với quần thần, nhân cách quan trạc còn quý hơn vàng thì chẳng có tiền vàng nào mua nổi ông ấy. Quốc gia thật may mắn khi có một vị quan thanh liêm như vậy. Bài học rút ra từ câu chuyện: trung thực, thanh liêm, chính trực là những phẩm chất quan trọng hàng đầu của một con người. Người dám sống trung thực, liêm khiết sẽ không bao giờ thấy hổ thẹn với lương tâm chính mình, có một đời sống trong sạch và bình an. Người sống trung thực sẽ được nhiều người kính mến, uy tín và sẽ là những tấm gương sáng cho nhiều thế hệ noi theo.